Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình có ghé thăm cái hồ cá mình đã bàn giao cho khách cách đây 3 tháng. Đây là cái không gian đặt hồ cá này các bạn. Hồ cá được đặt ngay cạnh cái nhà uống trà các bạn. Nhà này có một hơi giấy nó leo rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ lại gần mình review cái hồ cá cho các bạn xem. Sau 3 tháng thì cây cối nó đã mọc rất là nhiều và cá nó rất là dạng các bạn. Sau 3 tháng thì lúc mình bàn giao thì hồ này chưa phải thay nước, nước vẫn trong và cá rất đẹp các bạn. Cá mất để đâu rồi bác? Đây, bác ném cho nó con mấy hạt cho nó ăn cho nó. Thể nó to cá dạ to lên nhiều đấy, mấy mấy tháng mà nó to hẳn lên luôn. Mày em á, nhà xấu nó nhỏ. Vâng, nhưng mà từ từ nó cũng quen hết rồi bác ơi. Chào con. Cây cối trên non bộ nó đã phát triển rất tốt các bạn. Tốt xanh hùng, nó che đá luôn, nhưng mà bác chủ nhà vẫn thích để nó tốt như vậy. Bác có thể và bác trồng một số rau lên cái hồ non bộ các bạn. Bác trồng rau snack song, nó chặn dòng lại để bác trồng ở trên này nè. Còn đây là cái hồ mình đã bàn giao cho khách 7 tháng các bạn. Hiện nay cá nó đã to rất nhiều so với lúc mình mới bàn giao. Cá rất dạng các bạn. Các bạn có thể thấy cá nó rất là sung. Nó vừa to nó vừa sung các bạn. Sau 7 tháng thì em cá nó tròn và màu sắc rực rỡ hơn. Và cái non bộ này được đặt ở giữa trời nắng các bạn. Không có một cây gì che nó cả. Nhưng mà cây cối ở trên này rất là phát triển. Đây, các bạn có thể thấy mình quay cái hồ này từ xa các bạn. Các bạn có thể thấy cây mình trồng ở trên này lúc mới đầu nó nhỏ xíu các bạn. Nhưng mà bây giờ nó ôm vào đá rồi, những cây linh sam, cây mộc mai, cây sam hương các bạn. Ôm vào đá luôn, cái vị trí mình trồng á, cắt bỏ đi nó rất là nhiều cành, phát triển quá tốt. Và rong rêu nó cũng rất là nhiều, nên nó che đá nên bác cắt bớt đi. Ở những cái vị trí mà mình trồng mình nước nó sẽ đến nơi nhưng mà bác ấy không yên tâm. Bác dùng cái dây dẫn nước các bạn. Bác lấy từ cái dòng thác nó truyền qua những vị trí của gốc cây đó, nên cái cây nó lúc nào nó còn ướt mọc nhưng mà nó thuần rồi, nó rất là tốt. Bạn này thấy này, xanh mướt các bạn đó, hai dòng thác, ba dòng thác, cây nó nóng xanh, thác phải lên cao được xuống, cá rất là dạng. Trước bác còn bỏ cái hồ sen vô, cái cá nó bới đủ hết nước lên các bạn, nên bảo bác bỏ ra thì nước nó sẽ trong hơn. Bạn thấy cá nó rất là sung, nó múc con tay cực 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 luôn, không cho ăn, nó vẫn không có thức ăn, nó vẫn mò lên tay nó ăn các bạn, nó quen rồi.
cá này đợt đó mình bỏ mà mình cũng thuần nữa bạn, nó cũng dặn rồi nhưng về đây thì nó càng dặn hơn. Và hôm nay cái màu sắc của nó, bao bì của nó nhìn nó sáng và đẹp hơn ban đầu các bạn. Mình rất vui khi mà cái hồ cá mình gửi cho các bác bỏ cho các bác nó phát triển rất tốt và cá nó rất đẹp các bạn. Nên cái linh sam nữa, nó bông đó là cái sam hương, những cây trên này bắt đầu nó già này. Một mai nó bông các bạn, bắt đầu nó già, cái già nó thành cổ thụ các bạn. Thác nước bạn thấy là rêu phong nó mọc sẽ ung ở trên cây, trên đá này các bạn. Cái hồ này là cái hồ diện tích nó là 1m35 x 2m35. Hồ này là mình cầu đi khắp nơi nha các bạn. Các bạn có nhu cầu cứ liên hệ với số điện thoại mình để bên dưới, mình sẽ cầu đến tận nơi và bàn giao cho các bạn này và hướng dẫn cách sử dụng. Với một cái hồ như vậy thì chơi rất là nhàn các bạn. Hệ thống tất cả là đều một cái máy nó làm việc tất cả mọi thứ. Thì vài tháng mình vệ sinh đáy một lần thôi, mình xả đáy một lần thôi, rất là nhàn các bạn. Mà cỏ cây thì là những loại xanh tốt bởi cái phân cá, mình không phải tưới tắm gì hết. Mặc dù cái này để giữ trời nắng các bạn. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo mới nhất từ mình.